đình mình có được có tiền ăn sáng không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi nhìn đói tới 9:30 con đi xin. Không, sáng 5 giờ đi xin cháo. Sáng thì cho được sáng đi xin cháo. Dạ, để nó nói. Trưa thì đi xin cơm. Dạ. Chiều đi xin tiếp. Dạ. Cũng như là với lại gia đình và sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của ông bà cụ mà phải nuôi đến 6 người cháu. Trong đó có một bạn thì phải đi phải gạt nước mắt đi xin cơm cho cả gia đình của mình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Như cái bên Bùi Hồ đây là gồm có 6 đứa trẻ và 6 đứa trẻ này được ông bà ngoại chăm sóc. Sở dĩ chắc có lẽ không nói thì cô bác quý anh chị sẽ nghĩ rằng vì sao cha mẹ các bé lại bỏ đi để cho ông bà ngoại chăm sóc 6 đứa trẻ này với lại cái tuổi già. Đó là một cái câu chuyện rất là dài về cuộc đời của 6 đứa trẻ. Và trong 6 bạn này đó thì có một bạn là hàng ngày phải đi đến cái bệnh viện xin cơm cho các bạn còn lại. Ông ngoại thì phải giăng câu giăng lưới kiếm tiền để trang trải cuộc sống qua ngày. Và điều đặc biệt trước khi thực hiện đoạn clip này thì Bùi Hồ có vô tham quan cái ngôi nhà. Thì đến thời điểm hiện tại thì các đứa trẻ này không có một cái nhà vệ sinh đúng nghĩa luôn cô bác quý anh chị. Và để hiểu một cái câu chuyện rất là dài về sự lớn lên của các đứa trẻ cùng với ông bà ngoại thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe bà ngoại cũng như ông ngoại cũng như các đứa trẻ tâm sự về cái cuộc đời của mình ha. Các anh em mà gọi các bé ra đây tập trung để cho cô bác quý anh chị biết về từng đứa trẻ ở trong tất cả các thành viên trong gia đình. Dạ con chào cô chú ha. Dạ. Cô chú là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay thì 64 tuổi, ổng thì 66 tuổi. 66 tuổi, cô thì 64. Con thấy là cô với chú chị sống cùng với lại 6 đứa cháu của mình. Dạ, đây là cháu ngoại hay cháu nội hả cô? Cháu ngoại không hả con? Cháu ngoại hết. Là 6 đứa bé này là con của mấy người con của cô chú? Hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Đứa thứ 7 đứa út. Dạ. Cô có thể giới thiệu các bé và tuổi của các bé cho anh em tụi con biết được không? Dạ. Đây là Kha, nó 14 tuổi. Đây là Hùng 13 tuổi, đây là Cẩm Đào 9 tuổi, đây là Cẩm Tiên 7 tuổi, đây là Cẩm Ly 5 tuổi. Cô ơi thì các bé có được đi học hết không? Không đâu con, chỉ có 2 đứa. Bạn này là Cẩm... Cẩm Đào với Cẩm Hùng. Cẩm Đào con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con học lớp 2. Rồi Hùng học lớp mấy? Lớp 2. Ủa Hùng năm nay là bao nhiêu tuổi? Nó mới học đây thôi con. 13 tuổi. Chứ khổ quá đâu có học bây giờ. Không có tiền đi học luôn. Dạ. Còn con học lớp 2 học chung với lại anh luôn hả? Lớp 2 riêng. Lớp 2 riêng ha. Con năm nay nhiêu tuổi? Con 9 tuổi. Và điều đặc biệt cô bác quý chị biết không? Có 4 đứa trẻ cùng một mẹ và ba cũng đã vì tai nạn mất rồi. Là 4 bạn nào đó cô? Đó 4 bạn ngồi trước nè. À, 4 bạn này ngồi trước là cùng một mẹ. Đó đó. Ba là mất lâu chưa cô? Ba mất năm nay 3 năm mấy rồi con? 3 năm mấy? Bị tai nạn thôi con. Bị tai nạn. Thì 3 năm mấy rồi ba nó mất rồi cô nuôi tới giờ luôn. Dạ trời ơi. Còn mẹ thì sao cô? Thì mẹ nó đi bệnh biệt chứ đó. Mẹ đi đó. Đi mà đi 2 năm mấy nay đi bệnh không có nghe mẹ gì. Mẹ đi đâu con? Đi bên Trung Quốc đó con. Đi Trung Quốc có nghĩa là sau khi ba mất thì mẹ lại đi lấy chồng Trung Quốc. Này giờ không biết nó đi lấy chồng hay gì mình cũng không biết, mình ở bên đây mình cũng không có biết gì đâu con. Nhưng mà có liên lạc được không con? Có, hôm Tết nó có giờ điện gì rồi thôi, nó hỏi thăm con, nó gọi thôi tới giờ luôn. Không có điện nữa. Là này chị đó là tên gì? Đó là tên Cẩm Hồng. Cẩm Hồng? Dạ. Thì chị Hồng nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay nó 31 tuổi rồi. Đi Trung Quốc có người thân không hay là lấy chồng? Không, không có ai hết trơn. Nó thì nghe bạn bè nó đi vậy đó. À, hả? Dạ. Rồi có liên lạc được với cô, vì sao cô không kêu về? Kêu về hoài à, mà nó nói để mặn có tiền nó mới có đi về. Tại vì hồi đó nó đi với bạn đó là nó đi trốn. Nó đi chui để tới mới 40-50 triệu gì đó. Bây giờ con gắng mặn có tiền con mới về được. Rồi nó nói vậy mình hay vậy thôi. Nói sao bộ mày không có nhớ, mày không biết nhớ con, mày sao tao đi có một ngày mà tao bỏ con mày đói tao còn chịu nổi mày đi vậy. Rồi nói vậy thôi rồi. Rồi mấy đứa này nó cũng nói hoài, mẹ không biết thương con. Mẹ có gửi tiền về cho cô không, cho mấy bé không? Không, từ ngày nó đi tới giờ nó không có gửi đồng bạc nữa chứ. Chú thường ngày làm công việc gì? Thì nước lên thì ổng đi dân câu, dân đồ bậy bạ, nó sống con rồi bây giờ đâu có mặn gì đâu. Bây giờ năm nay là ổng bệnh rồi là không có mặn được cái gì hết trơn. Rồi chịu vậy đó. Thì cứ sáng đi xin bữa cơm, chiều đi xin bữa cơm đi, kệ có gì thì ăn nấy. Bạn nào đi xin cô? Nè nè.
con. Con là tên Hùng, ở tên Kha. Kha đi sinh như thế nào, nói cho các chú nghe với. Tại buổi sáng con sinh về cho em con ăn. Sáng con sinh và cho em con ăn hả? Dạ. Sinh là mấy giờ con đi? Làm 9 giờ rưỡi. Con sinh ở đâu? Con sinh ở dưới bệnh viện á. Ở bệnh viện, con sinh bao nhiêu phần? Con sinh 5 phần. Năm phần mà cái ca gì nè, con tròn gì nè. Rồi cái ca mà xúc xích đó. Con có mắc cỡ không? Dạ không. Không có mắc cỡ hả? Dạ. Nhưng mà người sợ người ta la mình không? Dạ không. Vậy hả? Ngày nào con cũng phải đi sinh hả? Dạ. Tại vì nói chung với bệnh viện người ta cũng biết hoàn cảnh của gì vậy đó. Ông ngoại bà ngoại không nấu cơm cho mình ăn sao mà mình phải đi sinh? Nhà ông bà ngoại mình khổ, nhưng mà ngoại mình không có gạo nên nó nấu cho mình ăn. Nấu không đủ. Không có gạo hả? Dạ. Có ngày nào mà sáng đi sinh thì ngoại, buổi chiều thì sao? Buổi chiều cũng có sinh luôn. Buổi chiều con sinh luôn hả? Dạ. Một ngày con đi sinh hai bữa. Dạ. Sao không kêu anh kia đi sinh mà con phải đi? Dạ. Anh con phải mất đi hà, em con phải mất đi học. Em con phải đi học. Đến thời điểm giờ thì con nhớ mẹ mình không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì mẹ đi bỏ con không nhớ. Con biết mẹ mình đi đâu không? Dạ biết. Mẹ đi đâu? Mẹ quay đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc không? Trung Quốc. Trung Quốc. Đi Trung Quốc. Dạ. Mẹ đi Trung Quốc để làm gì con biết không? Dạ không. Không à. Con nhớ ba mình không? Nhớ. Năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? 14. 14 tuổi. Đây là ba anh em của con. Dạ. Rồi sáng gia đình mình có được có tiền ăn sáng không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi nhịn đói tới 9 giờ rưỡi con đi sinh. Không, mà sáng 5 giờ đi xin cháo. Sáng thì cho được sáng đi xin cháo. Dạ, để nó nói. Trưa thì đi xin cơm. Dạ. Chiều đi xin tiếp. Dạ. Trời ơi. Mà lần đầu tiên con đi sinh đó là ai kêu con đi sinh hay là tự động con đi sinh? Con đi sinh theo bà ngoại nhắc nhở con đi sinh nữa. Là sao? Là con bà ngoại không nhắc nhở con cũng đi, sợ em đói. Có bao giờ là gia đình mình đói vì sinh không được không? Dạ không. Không hả? Ý là chú muốn hỏi lần đầu tiên á, ai kêu con đi sinh hay tự động con thấy bệnh viện người ta phát cơm rồi con đi sinh lần đầu tiên á? Lần đầu mà con đi sinh á? Lần đầu tiên ngoại kêu. Ngoại kêu ha. Có bao giờ con nghĩ rằng là mình đi sinh mình sẽ mắc nợ thì mình sẽ đi bán vé số mình kiếm tiền đưa ngoại nấu cơm không? Được mà ngoại chưa, là ngoại con lãnh số được. Sao vậy? Nếu ngoại không có tiền. Ngoại không có tiền. Dạ. Không lãnh vé số được. Nghe cháu nói vậy đứt ruột không bà ngoại? Trời ơi, phải nói muốn khóc luôn. Nó cũng nói hoài, nó phải có tiền ngoại lãnh số đi cho con đi bán. Anh em con nghỉ hè rồi đi bán, kiếm tiền mua này kia ăn. Mà mình có tiền đâu. Đây đâu có cho mình lãnh đâu con. Đâu có cho trả tiền. Một trăm vé gì là... 1 triệu. Đâu có, 900 mấy chục ngàn. Con muốn hỏi ông ngoại bà ngoại là tối như vậy đó. Tối đến rồi. Cái tiếng mà trẻ con nó làm cho mình vui. Nhưng mà thấy vắng đi cái tiếng ba với mẹ thì ông ngoại bà ngoại có trách hai đứa con của mình không? Chết gì con ơi, chết giờ cũng đâu có ai biết đâu. Thì mình ôm lòng thì chịu đi, chứ biết làm sao, giờ tới đâu thì tính tới đó. Còn sống thì nuôi cháu, chết thì thôi. Chứ mình biết sao dừng tuổi này rồi. Thông báo tuổi này chứ. Biết chết nay sống mai. Chết nay sống mai. Bất ngờ là tôi rồi mấy nhỏ vất vả, mình sống thì mình sống thì mình còn dòm con cháu, mình chết rồi nó có biết cái gì đâu. Bảo hiểm nghèo rồi bệnh viện lãnh thuốc thì cho lãnh không có. Cô thì phải giữ cháu, còn chú thì dân câu dân lưới thì mỗi ngày được nhiêu tiền? Mua bán được trong ngoài với đại ca ăn có khi 70-80 mà nước lên nặng con ơi, chứ bây giờ đâu có đâu. Giờ không có làm được. Thì tôi thấy nghĩ giờ nước lên không có chịu mặn được. Tôi đi mặn hồ ngày gửi. Mà một ngày có 270 đồng anh. Mặn ngày gửi mặn không nổi. Nghỉ. Bạn bên đây có tên gì nè con gái? Có tên gì? Con tên Cẩm Ly. Cẩm Ly. Cẩm Ly là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Mẹ con bỏ đi lúc con bao nhiêu tuổi con biết không? Biết. Mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. Hai tuổi mấy ba tuổi vậy? Hai tuổi mấy ba tuổi là bạn này mới vừa vứt sữa mẹ thôi. Là bỏ đi luôn. Thì cô chưa uống con sữa ấy mẹ không, mình à? Không? Cô chưa uống? Không. Không hả? Dạ. Con tên gì? Cẩm Đào. À. Cô nhớ mẹ mình không? Không.
Có muốn mẹ mình về để cùng với lại mình sống ở trong một cái mái nhà này không? Dạ có. Dạ không. Vì sao con lại không nhớ mẹ mình? Ai mà không nhớ? Mẹ bỏ con. Mẹ bỏ con. Cái này là bà ngoại chỉ đúng không? Có đâu nó biết hết trơn. Con. Con nên gì? Tiên. Tiên. Lâu lắm một. Sáu đứa bé thì chỉ có hai đứa bé đi học thôi. Còn các đứa bé còn lại thì không có đến trường được. Em đi. Vì không có tiền. Dạ đúng rồi, không có tiền. Con muốn hỏi thêm gia đình mình một tí xíu. Gia đình của mình thì việc ăn uống thì phải xin. Dạ. Rồi cái việc đi vệ sinh thì ở dưới của các bé thì sao? Thì mà mấy đứa này đi bụi cái đầu cái kêu nó hút dục với hầm bỏ. Vậy đó. Còn không thì nó dẫn em nó xuống mé sông á. Để như mé bực đó ra. Trời ơi. Cái hút dục với sông. Rồi lỡ các đứa bé tối chột bụng sao? Chột bụng thì cô lấy bô cho nó đi cầu. Rồi sáng mình đi bỏ. Chứ bây giờ có cầu tiêu đâu. Con giờ mình thấy không biết sẵn rồi đi. Mấy bé có biết lỗi không mà đi nó sao? Không có đâu, đâu. Cũng dòm nó đi cầu vậy đó, mình cũng dòm. Yeah. Chứ dễ gì. Trời ơi. Có bao giờ nhắc về cha về mẹ thì các bé khóc không? Cứ nó cũng nhớ. Nhắc nó cũng nhớ. Bà làm như thế mẹ nó không thương nó rồi đi rồi nó không có nhớ. Bà nhắc tới ba nó thì nó nhớ. Bà nào hay khóc nhất? Có con này nè. Này nó khóc. Bà nào? Này nè. Khóc nhiều nhất hả? Con này nó nhớ ba nó nhiều, nó khóc. Còn bạn ở trên tên gì con? Này tên Hùng. Lê Quang Hùng. Lê Quang Hùng. Hùng ơi, mình đi học mình có áo mới không Hùng? Dạ, có áo cô cho. Áo cô cho. Rồi sách vở thì sao? Sách vở chừng nữa vô học ngoại mới mua. Ngoại mới mua, ngoại tiền đâu ngoại mua? Không biết. Tiền đâu ngoại mua cho bé? Biết sao tới đâu rồi tính tới đó con ơi, biết sao? Thì không nha, bao lâu rồi ba mẹ con chưa về thăm con? Không nhớ. Không nhớ luôn hả? Ba mẹ cô bằng Hùng với lại bạn ở trên là anh chị em ruột. Đứa thứ Út, đứa thứ Bảy. Thằng này bên con đàn Út. Nói chung đi thằng này gia chị, thằng này với em. Hai bạn nào là anh em ruột? Thằng này với thằng này. Là hai ba mẹ bạn này thì sao? Cái này thì với cái không này không ấy, con hỏi là ba mẹ bạn này là tại sao không quay về nuôi á? Ai biết cái gì nữa đâu, nó đi nó thôi nhau rồi nó bỏ đi. Chia tay nhau rồi ha. Chia tay được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng hai năm mấy rồi. Vậy cái nhà của nó nè, nó bỏ lại. Cái nhà này của nó đi nè, nó bỏ nè. Tôi cắt xin cắt che ở cho nó ở đông quá rồi. Vậy là với mỗi một cái cách khác nhau thì các bé này nó lại sống với ông bà ngoại khác nhau. Các bé ở dưới này là do ba mất. Đúng mẹ rồi. Bỏ đi Trung Quốc. Dạ. Còn các bé ở trên này ba mẹ chia tay với nhau. Đành sống với ông bà ngoại luôn, nhưng mà có cấp dưỡng không? Trời ơi phải mà nó có cấp dưỡng thì con nó đâu có khổ đâu con ơi. Nếu chung bây giờ nó lo cho mấy đứa này đi rồi cô lo cho mấy đứa này cũng được đi. Rồi nó có lo nó bỏ đi vậy đó. Do hai ông bà vậy đó. Bởi vì ở đây là ai đâu cũng biết hết trơn. Con không biết là cô cầm hộp cơm của cháu mình á đi xin có bao giờ cô chảy nước mắt không? Sao không con? Sao không? Xin nó về rồi cái mình sợ cháu ăn không đủ mình cho nó ăn đi rồi chừng nào nó ăn no cái hả tới mình có khi cô nấu nồi cơm ra hai lon vậy đó rồi chị em nó thiếu á bới ăn đi rồi cơm cháy để cho ngoại ăn. Con xin mấy phần không? Năm phần. Nhà mình tới 8 người mà sao con xin có 5 phần rồi? Để kêu nó cứ sợ người ta không vua. Tại sao không? Tại sợ chứ rồi ta nói sao nhà ông đông quá vậy. Con xin thì vô con nói sao? Vô người ta hỏi là con xin mấy phần, con nói con xin 5 phần. Đã rồi vô tôi chổng xin người ta hỏi thêm nữa, hỏi con mấy phần, con nói 5 phần. Rồi con nói 5 phần rồi người ta đưa con 5 phần. Dạ. Rồi người ta biết mà con không xin gì, người ta biết mà con ngại không? Dạ biết. Tại sao con không xin 8 phần mà con chỉ xin có 5 phần? Con sợ dưới người ta không cho. Con sợ ta không cho. Nhiều quá anh ta không cho. Nhiều quá ta không cho hả? Nó sợ cũng phải đi. Tại vì cô báo anh chị biết là cơm ở trong bệnh viện á là đa số là nấu cho các bệnh nhân mà nghèo người ta. Rồi thành nữ là bạn này nhỏ quá. Rồi nhưng mà chú thấy là 5 hộp cơm mà con đi xin là con phải lội bộ hay là con đi xe? Con đi xe. Đi xe đạp hả? Dạ. Con đạp sáng nào con đi xin? Lúc sáng 9:30. 9:30 chiều mấy giờ con đi xin? Chiều 3 giờ. Hôm nay là mình đi xin cho gia đình của mình chưa?
Mấy giờ rồi không biết nữa? 1 giờ, 2 giờ. Vậy đó hả? Vậy là mấy giờ con mới đi sinh buổi chiều? 3 giờ. 3 giờ chiều đi sinh. Dạ. Việc đi sinh nó giống như là có một cái lịch sẵn luôn rồi. Dạ, có lịch rồi. Còn sao không kêu mấy anh đi mà con phải đi? Tại vì em con mất đi học chứ đâu ở nhà được. À, con có ước muốn gì cho ông bà ngoại mình không? Ừ. Muốn sao? Muốn ngoại con có tiền xài mua đồ ăn, mua gà hóc cho tụi con ăn. À, không muốn đi sinh nữa. Dạ. Nhưng mà thường con thấy là các hộ hoàn cảnh khó khăn á, thường cái nhà hảo tâm hay là các những cô chú có tấm lòng tốt á, thì người ta thường cho gạo của mình, thì mình cho gạo không đủ ăn hay sao? Dạ, người ta cũng cho mà lâu lâu, còn mấy năm trước người ta cho nhiều, năm nay người ta không có cho. Mấy năm trước thì gạo thóc người ta cho, đường bột ngọt người ta cũng cho, mà năm nay không có. Rồi Tết tới giờ chỉ bên xã mới cho được có chục cái gạo tới giờ luôn. Không có đủ ăn. Nói tên các bạn xong cái tự nhiên cái cũng quên nữa rồi. Vì đông quá, không biết thì tối các bé ngủ sao? Ngủ thì cũng văn mùng rồi chứ con ngủ bình thường. Cô dắt cho con đi đây lại xem cái lu gạo của mình được không? Có còn cái lu chứ không còn hột nào đâu. Dạ, cô đi với con đi. Các con ngồi đây đi. Các chú vô tí xíu hơn. Dạ. Trước khi nói chuyện vậy. Lên đi con, lên đi. Dạ. Đây. Nhà này, ở đây là nhà sàn, là nhà chống lũ của bác anh chị. Ủa sao có cái cây ở đây? Trời. Cái này là cái sàn nước hả chú? Trời. Ok, sao cái cây nó bám vô nhà? Nhà cái cây bám nhà 5 triệu nổi rồi. Đây. Cái này chỗ đi tiểu thôi. Chỗ đi tiểu với lại tắm rửa ha. Ồ cái nhà tắm. Ồ cái cây xanh này nó bám vô nguyên cái nhà luôn. Rồi. Đây là cái thùng nước để mình uống, nước là chú không có mua mà nước này chú hứng nước mưa hay sao? Hứng nước đó đó rồi vô mình nước cây ha. Dạ nước cây. Dạ. Đây. Gạo đây. Sắp hết. Đó. Bây giờ vô đây coi cái nữa, tại trong này còn khoảng chừng đó khoảng à. Đây là ba của bạn mất vì tai nạn hả chú? Chú được coi chú, cái nào nó thiệt luôn. Trời. Đây, sắp hết. À. Đó, có nhiêu thôi, còn này quần áo nè. Đó, hết. Các bé tối ngủ sao chú? Ngủ ở đó, còn ở đây đâu có vô được đâu, đây một kiểu trơn rồi. Đây, đây văn cái mùng. Đây có một cái mùng ở đây. Đây cái mùng, đây cái mùng. Ngoài có cái mùng. Ba cái mùng. Dạ, ba cái mùng. Dạ. Đó. Đá. Đây là cháu. cái tủ lạnh là chú mua lâu hả? Lâu lắm mà. Chị hứng nước đá uống thôi chứ dạ. Đâu có để gì đâu. Để đâu có gì ăn đâu. Đây. Đây là keo đi đựng đường, nước màu. Dạ dạ không sao chú. Cái này đây có khi này đây bệnh viện cho được cái muối này. Xin về ăn. Có đồ ăn thì có ăn muối này. Không có thì ăn cơm với muối ấy. Với nước tương. Là nhà mình ít nấu cơm lắm. Chú hôm thì cái nay thì cũng như mình để chuẩn bị ăn bữa nay còn mai. Dạ. Nó xin cơm là 4-5 anh em ăn, còn ở nhà thì nấu khoảng chừng 2 lon. Đó, nấu chừng 2 lon này thôi. Dạ. Mà con thấy là cái nhà của mình là ở đây cắt lâu chưa sao ơi, sao mối một lâu lắm rồi. Nhà này tính ra là 10-20 năm. Ê hả? Dạ. Chú là 66 rồi hả? Dạ, 66, 1958. Dạ. Tuổi hợi. Dán đi nhẹ nhẹ, có chừng nói sao. Rồi đi gì đó gì. Rồi cái này là không có tủ đồ, thành nữ là mình phải máng vậy. Máng gì? Mưa nó giọt hay vậy chú? Giọt trời. Ôi trời. Ở đây là mưa lớn chắc nó sập cái này đúng không? Không sập, nó giọt thôi. Giọt thôi chú? Dạ, còn nhà đều có đường bộ hồng vương, có cắt đường trước khúc đó. Nếu như mà cho chú ước muốn thì bây giờ chú ước muốn gì? Mấy đứa con mình quay trở về hay sao? Thôi, phải quay nó trở về lâu chú à. Dạ. Tôi thấy cái tình hình này không trở về nổi rồi. Nghĩ gì là mấy năm nay nó không có trở về đâu. Mà nếu như ở chỗ ước muốn thì chú sẽ ước muốn điều gì? Bây giờ này tôi báo trước chú, đây cái này đất này có đất là ở đậu người ta. Nhưng mà người ta sắp đuổi rồi, mà tôi không biết giờ nào tôi đi. Nói vậy thôi. Có nghĩa là đất này là chỉ ở đậu thôi. Ở đậu thôi, ở đậu là 10-20 năm rồi.
người ta chuẩn bị là không cho mình ở nữa. Người ta sẵn sàng đuổi cái làm cầu nè. Đó, làm cầu ngay đó dài ra luôn. Rồi thời gian tới nếu như mà đuổi thì mình có dự tính mình ở đâu không? Bây giờ đuổi thì chắc chỗ giờ một là đi mướn nhà trọ ở. Vậy thôi. Rồi mình không có làm gì ra tiền, rồi tiền đâu mình mướn nhà trọ chứ. Ráng đi chơi trâu giờ mướn thì giờ mình cũng kiếm làm. Có trả người ta chơi giờ không lẽ ở ngoài. Mưa gió cái này thì cái nhà tôi chỉ được có khúc đó thôi, còn như mưa dọc hết. Mà năm nay nhà trời cho không mưa. Thôi đi ra trước đi ha. Thật thì bây giờ cái cảnh khổ như thế này á, muốn sửa nhà lại cũng không có sửa được, muốn làm nhà vệ sinh cũng không được. Vì như chú chia sẻ là người ta cũng sắp đuổi đi rồi. Và phải chắc có lẽ là phải sống cái cảnh trọ. Hoặc là tá túc ở đâu đó. Mà cảnh trọ thì nó lại càng khổ hơn, khi mà làm không ra tiền thì tiền đâu sẽ là đóng trọ. Mà mướn nhà trọ nhỏ quá. Mướn nhà trọ đi hẹp quá, không có chỗ ngủ. Không có chỗ ngủ, còn bự quá thì không có tiền trả. Đúng rồi. Mà nghe các anh giới thiệu với lại qua tìm hiểu á, thì không biết là khi tụi con đưa đoạn clip này lên á, thì ba mẹ của hai bạn sao, rồi mẹ của bạn này có nhìn thấy được hay không. Tuy nhiên để gieo một cái gánh nặng để cho các lên cái đôi vai của các bé và cũng như là cô chú á, thì thật thì không biết nghĩ, tụi con rất khó xử, không biết là như vậy thì miếng ăn miếng mặc thì sao. Nên là nữ là đã khổ rồi, thêm già nữa, rồi sáu đứa trẻ nheo nhóc như thế này nữa, cảnh đời của tụi họ không được đi học, không được đến trường, và thậm chí là muốn có chỗ, muốn có cơm bữa no thì phải hy sinh ra một bạn ra để đi xin cho các bạn còn lại. Nên là nữ ước muốn duy nhất là nghe Hùng chia sẻ là chỉ cần tiền để bán vé số. Đúng không? Đúng không Kha? Có tiền là lấy được à? Có tiền là lấy được. Nhưng mà con muốn bán vé số không? Muốn. Bán bao nhiêu tờ? 50. 50 tờ. Bán vé số sợ nắng sợ mưa không? Dạ không. Không hả? Con muốn em con đi chia cô bán phụ con hay là mình con bán? Mình không bán. Vì sao không cho em bán? Thì sợ nó không biết bán rồi người ta giật hết. Người ta giật hết. Bây giờ thì chú giờ này gần chiều rồi, chú gửi tiền cho bầu Hại với con đi lấy giấy số ngày mai đi bán được không? Được. Bây giờ cơm thì bây giờ cũng tạm thời là đi xin qua bữa đi, rồi bán vé số từ từ xin sống ra. Bây giờ giúp về cái ngôi nhà thì không được à. Đó, nên làm nhà vệ sinh cũng không có được nữa. Hôm nay á, anh em của tụi con đến đây nè, thì cũng biết được về cái hoàn cảnh của cô với chú. Ở cái tuổi già hết lo con thì lại chuyển sang lo cho cháu. Nhưng mà cũng mong rằng á, ba mẹ của các bé nghe được á, san sẻ một phần gánh nặng này với lại cô chú cũng như là với lại gia đình. Và sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của ông bà cụ mà phải nuôi đến 6 người cháu. Trong đó có một bạn này phải đi phải gạt nước mắt đi xin cơm cho cả gia đình của mình, 8 người mà nhưng mà chỉ có 5 phần ăn thôi, sang sớt với nhau để ăn, lại xin nhiều quá sợ ta không cho, không cho đôi khi nấu đủ phần ăn để cho những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện nữa. Thôi thì hôm nay là cũng chiều rồi, chắc có lẽ là tí xíu nữa bạn này cũng phải đi đến bệnh viện để mà xin cơm. Và nếu như bắt được cái khoảnh khắc đó thì cô bác của anh chị sẽ thấy rất là mũi lòng. Cô bác của anh chị là có biết cách hướng nào giúp đỡ có thể đề lại bình luận cho các anh em ha. Còn bây giờ đó thì chú sẽ gửi tiền cho bà ngoại với con đi lấy vé số bán 50 tờ bán thử có được không ha. Rồi hôm nay đến đây con thay mặt cho cô My ở Mỹ á, gửi cho gia đình mình 1 triệu. Cô chỉ cần lấy 50 tờ là 500 ngàn thôi. Còn 500 ngàn đó mình có thể mua đồ ăn, nấu cơm, bữa có thịt đi về cho các bé ăn nha. Dạ. Đây con gửi cho cô hay chú nè. Cô cũng rất cảm ơn cô. Cầm nó giả cho cô. Con nói là ba mẹ con bỏ con rồi, bây giờ con phải đi bán vé số nuôi các em nữa, nên cô chú phụ với con ha. Để con không muốn xin cơm ở trong bệnh viện nữa, tại vì cô sợ mất nợ. Được không? Ngày mai đi bán nha Kha. Dạ. Đứng đẹp trai ghê không? Dạ. Cảm ơn. Cô My. Cô My.
cảm ơn con My đã giúp đỡ cho bà ngoại con có cảnh thì có tiền mua gạo ăn. Ừ. Chỉ có tiền con đi bán vé số. Con chỉ có cái tiền con đi bán vé số nữa. Ở chiều nay mình mua bữa cơm có thịt cho gia đình mình ăn đi, mua một nồi thịt kho về nhà mình kho đi. Mai mốt đem qua cho ông bao gạo để khỏi đi xin. Dạ, dạ, dạ. Chiều này thì chắc mua không có thịt này, cứ mua sáng. Dạ, ngày mai mua thịt kho cho dạ. Các bé ăn nha. Dạ. Để thôi xin cơm ăn hoài, đừng có nấu ở trong đó có một hai món mà canh thì nhiều mà lại thịt thì ít. Mà sức khỏe của các bé à, nếu như không ấy là... Tàn đồ chay không hả? Dạ, đồ chay không hả con? Dạ. Đồ chay mà. Trời ơi. Đâu có cá đâu. À, xin cơm là chay, đâu có thịt cá gì hả? Ôi, rồi ăn chay rồi ngán không? Ủ rồi cà rồi... Không cà hả? Đó. Con thích ăn thịt không? Dạ hả? Thích. Thích ăn thịt nhưng mà có tiền đâu mà mua. Bây giờ ăn với cái tay còn có chút béo nè, bàn này nữa nè. Do thiếu chất đạm á. Chị ăn chay thì chỉ bổ sung chất xơ. Nên là nữ thiếu đạm, nên là nữ là nói tới đâu là bà ngoại khóc đến đó. Ngày mai bà ngoại là đãi cái cháu bữa cơm có thịt nha. Nha, mua nồi thịt kho là 300 ngàn thịt đi ăn cho đã. Rồi kho ăn từ từ. Rồi gạo mai nấu cho nhiều nhiều tí xíu đi để cho có bữa cơm có thịt cho các bé. Rồi con sẽ hứa là con sẽ quay trở lại. Dạ. Yeah. Khóc nữa rồi. Thôi rồi. Wow. À, đây là những cái giọt nước mắt mà trên màn hình mà ban ngày mà cô bác của anh chị thấy thôi. Chứ đối với bà ngoại thì gần ấy năm ba mẹ bỏ ra đi thì cũng gần ấy năm bà ngoại cũng đã nước mắt chăn cơm, cũng đã có những đêm mà phải khóc thầm thôi thì cố lên. Mỗi lòng không, mỗi lòng không. Bà ngoại có ước muốn gì không? Bà ngoại ước muốn là bà ngoại có tiền đi bán vé số san sẻ với cháu không? Bà ngoại bán 100, bà ngoại với ngoại 100, cháu 50. Nói vậy chứ bà ngoại đi thì ai sẽ giữ cho các bé. Nên là nó khổ lắm. Đặt vô cái cảnh khổ thì mình mới thấy được. Đặt vô cái cảnh nghèo mình mới thấy được cái khổ, đúng không? Thôi thì cố gắng lên. Yeah. Anh em của con cũng mong là sẽ hữu duyên, sẽ được Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ với gia đình. Và con sẽ thường xuyên lên. Con hứa là mai mốt là thay mặt Mạnh Thường Quân mua cho bao gạo 25kg khỏi xin cơm nữa. Rồi, còn bây giờ thôi chắc có lẽ là anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Và cái cảnh nghèo mà khổ khó diễn tả ha. Thôi thì mỗi cảnh đời khác nhau, mỗi cái khổ khác nhau. San sẻ được với những cái cô chú nào thì san sẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.